Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ 15 phút. Bây giờ là mấy giờ? Là 10 giờ 55 phút. Bây giờ là mấy giờ chiều? Bây giờ là mấy giờ chiều? Bây giờ là 2 giờ chiều. 今, Bây giờ là mấy giờ chiều? 今, Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 8 giờ đến 5 giờ. Trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? 7時半から4時までです。Từ 7 giờ rưỡi đến 4 giờ. 今日は水曜日ですか? Hôm nay là thứ tư phải không? はい, vâng, là thứ tư. Hôm nay là thứ tư phải không?

Thời gian nghỉ là thứ mấy và thứ mấy? Thời gian nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. Thời gian nghỉ là thứ mấy và thứ mấy? Là chủ nhật và thứ hai. Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ?

12時から3時半まで休みます。何時から何時まで休みますか夜11時から朝6時まで休みます。何時に起きますか5時半に起きます。 Tôi dậy lúc 5 giờ rưỡi. Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? Hàng sáng tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Hôm qua bạn có học không? Vâng, tôi đã học. Khi bạn có học không? hôm qua bạn có học không? いいえ, không, tôi không học. Sáng nay bạn đã thức dậy lúc 6 giờ phải không? はい, vâng, tôi đã dậy vào lúc 6 giờ. Sáng nay bạn đã thức dậy lúc 6 giờ phải không? いいえ、5時に起きました。 không, tôi đã dậy lúc 5 giờ. Ngày mai bạn có làm việc không? Hai, hatarakimasu. Vâng, tôi có làm. Ashita, hatarakimasu Ngày mai bạn có làm việc không? Iie, hatarakimasen. Không, tôi không làm. Ashita, 10 giờ ni nemasu ka? Ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc 10 giờ à? 10 30 Tôi ngủ lúc 10 giờ 30 phút. Ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc 10 giờ à? Không, tôi ngủ lúc 0 giờ. Số điện thoại của bạn là số mấy? ゼロ九ゼロ八七六五四三二一です。電話番号ー、おんちん、かんべい、そうな、ぼんばー、はいいではですかそうでんとはこばん、LaSO ー、め8ゼロ八ゼロ、よんさん、です。LaSO ー、おんちん、かんべい、 Bây giờ là 9 giờ 10 phút phải không? Hai, 10 phút. Vâng, là 9 giờ 10 phút. Ima, 9 Bây giờ là 9 giờ 10 phút phải không? いいえ, không, là 9 giờ 20 phút. Ima, Bây giờ là mấy giờ?

Bây giờ là mấy giờ chiều? Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 8 giờ đến 5 giờ. Trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ rưỡi đến 4 giờ. Hôm nay là thứ tư phải không? Vâng, là thứ tư. Hôm nay là thứ tư phải không? Không, là thứ năm. Ngày mai là mai. 金曜日です。あしたは何曜日明日は火曜日です。休みは何曜と何曜休みは土曜日と日曜日です。休みは土曜日と日曜日です。 休みは何曜と何曜? Thời gian nghỉ là thứ mấy và thứ mấy? Là chủ nhật và thứ hai. Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? 8 4 Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? 6時から11時まで勉強します. Tôi học từ 6 giờ đến 11 giờ. 何時から何時まで休み? Bạn nghỉ từ mấy giờ đến mấy giờ? 12時から3時半まで休みます. Tôi nghỉ từ 12 giờ đến 3 giờ rưỡi. 何時から何時まで休み? Bạn nghỉ từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi nghỉ từ 11 một giờ đêm đến sáu giờ sáng ]何時に起きる? bạn thức dậy vào lúc mấy giờ 5時半に起きます. tôi dậy lúc năm giờ rưỡi ]何時に起きる? bạn thức dậy vào lúc mấy giờ ]毎朝6時に起きます. hàng sáng tôi thức dậy vào lúc sáu giờ 昨日勉強したはい、勉強しました。は、bạn có học không? いいえ、勉強しませんでした。6 giờ, phải không? はい、6時に起きました。 Vâng, tôi đã dậy vào lúc 6 giờ. Sáng nay bạn đã thức dậy lúc 6 giờ phải không? Không, tôi đã dậy lúc 5 giờ. Ngày mai bạn có làm việc không? Vâng, tôi có làm. Ngày mai bạn có làm việc không? không tôi không làm ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc mười giờ à Tôi ngủ lúc mười giờ ba mươi phút ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc mười giờ à không tôi ngủ lúc không giờ

là số 08043218765.